cũng đều có những sự nhập cuộc một cách chậm rãi. Pha trống kia, cú đá hơi mạnh của cầu thủ Martial số 18, đội trưởng đội chủ tịch Tông Long. Cột hai rất chống chảy, tuy nhiên cú dứt điểm vừa rồi khiến cho bóng đi vượt xa ngang. Chúng ta đang theo dõi lại một trong những pha tấn công đầu tiên của trận đấu này. Bóng lại tuyển hai hơi nhẹ mất rồi. Pha phản công nhanh 3-1 dành cho các cầu thủ của Tôn Lào. Quả trống kia rất đáng tiếc, đó là tình huống phá lưới nhà. Một pha lùi về phòng ngự nhưng lại có một tình huống phá bóng quá mạnh đến từ cầu thủ Martial số 83 của Hoàng Nhi FC. Giữa sức ép của đối phương thì bàn thắng đến theo cái cách mà có lẽ các cầu thủ Hoàng Nhi FC cũng đã bị bất ngờ. Có tình huống phòng ngự hỏng của Quý Phạm. Tình huống tấn công 3-3 nhưng lại quyết định nhồi bóng sang cánh phải của Kiến Hòa. Quả trống đánh đầu quá đáng tiếc, đó là một trạng thái vụt kỳ bàn dành cho cầu thủ của Hoàng Nhi FC, nhưng bàn thắng lại không đến cho cú đánh đầu vừa rồi của Tùng Minh. Tùng Minh đã có được sự chống chảy. Ngay cả thủ môn của Thôn Lao ở pha bóng vừa rồi cũng đã bị kéo hút sang cánh, trong khi Phúc Ba Lò lại lợi thế hơn cho một tình huống nếu như là anh trả tuyến này. Bây giờ thì tình huống đánh đầu đã thành công dành cho các cầu thủ của Hoàng Nhi FC. Lần này thì không có sơ sẩy cho Tùng Minh và tỷ số được cân bằng là 1-1 cho trận đấu này. Lần thứ hai có thể dứt điểm ban đầu và cũng là lần thứ hai mà đồng đội chia bài cho Tùng Minh từ cánh phải. Và lần này thì anh đã giúp cho trạng thái trận đấu trở về cân bằng. Có thể dứt điểm nhưng đó lại là đường chuyền. Có lẽ chúng ta sẽ theo dõi lại pha bóng vừa rồi, 2-2 thuộc về các cầu thủ Thôn Lào. Nếu quyết đoán hơn thì có lẽ Phạm Công Tử. Tiếp tục là khoảng trống dành cho Thôn Lao, rất nhịp nhàng. Đứng tận với khung thành của các cầu thủ Hoàng Nhi một cách rõ hơn. Nhưng đáng tiếc là những chân sút trên hàng tấn công và đặc biệt là những tiền vệ thực hiện những đường chuyền lấy bóng cho các cầu thủ Hoàng Nhi rồi. Bật bóng nguy hiểm. Đây phải là một bàn thắng dành cho các cầu thủ của Thôn Lao. Rất tiếc, đó là cú đá không thành của số 18 chủ tịch Thôn Lào. Và cơ hội ăn bàn đã trôi qua với cao thủ áo vàng thầy và cơ hội dành cho chủ tịch Thôn Lào. Nhưng lại để xảy một cách đáng tiếc. Nỗ Ono cũng là người đã cố gắng để tung ra cú dứt điểm. Nhưng khi mà Nỗ Ono xuất hiện thì còn Gia Khang vào sân và anh sẽ đá phòng ngự cánh trái. Trong khi đó thì Bình Hoa đã thay vị trí của Tùng Minh qua người rất tốt của Bể Messi. Đưa chuyền vào. Những pha dê dắt bóng đầy khó chịu ở hai làn cánh trái của Bể Messi. Và khi anh quyết định qua người, điều đó đã thành công. Và ở phía trong số 28 Minh Hòa, cầu thủ mới vào sân cách đây ít phút đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho các cầu thủ của Hoàng Nhi FC. Lối đá kín kẽ của hai đội bóng thì cần phải có những pha bóng xuất sắc như thế này. Một tình huống qua người đầy bất ngờ của Bể Messi và sau đó là đường chuyền của anh. Mà việc còn lại của Minh Hòa chỉ là chọn đúng vị trí điểm rơi của bóng. Pha chạy cắt. Quỹ thời gian của hai đội bóng đang dần vơi đi rất nguy hiểm. Lại là tình huống một. Thì các cầu thủ của Thôn Lao họ đã bỏ lỡ quá nhiều những cơ hội. Số lượng cơ hội ăn bàn của họ là rất nhiều. Nhiều hơn so với các cầu thủ Hoàng Nhi rất nhiều. Vì sự thay đổi người của các thủ bên phía Hoàng Nhi, thay đổi thường sẽ là một cặp đấu. Một cầu thủ có thiên hướng đá ở phần sân nhà. Đây rồi! Hai đều dành cho các thủ Thôn Lào. Một pha dốc biên cánh trái rất quyết tâm.
gửi ghi bàn, đó là cầu thủ Martial số 12 xuất phát ở trên băng ghế siêu vị trận đấu gặp này. Tỷ số được cân bằng là 2-2. Cần phải quyết đoán như vậy, đó là điều mà các thủ thôn Lào đã bỏ lỡ ở những pha bóng trước, nhưng lần này thì không. Trận đấu vẫn tiếp tục, có lẽ yếu tố trọng tài xác định là tác chống bóng. Tùng Minh phản công nhanh cho cao thủ của Hoàng Nhi FC, vẫn còn chờ Tùng Minh và các đồng đội. Những pha chạy chậm tay đôi rất mạnh mẽ. Rõ ràng là đường chuyền lên vừa rồi của các cầu thủ Hoàng Nhi cho thấy là họ hiểu nhau đến như thế nào. Quý Phạm là người đã thực hiện ngay một đường chuyền lên cho Tùng Minh. Nhưng khá may cho các cầu thủ thôn Lào là một trung vệ cùng với thủ thành Thủy đeo bám, đó là Gia Khang. Hồng lưới chân trái rất nguy hiểm, bóng xoáy ra. Cú đá vừa rồi của Hồng Lùi đã chạm vào chân của số 5 bên phía Hoàng Nhi, một thoáng giật mình cho thủ thành Sơn Vi Trà thì bóng chuyển hướng và xoáy cực kỳ khó chịu, may là bóng chạy ra ngoài. Sẽ chỉ có đá phạt góc cho cao thủ thôn Lào, chuyển hướng tấn công cho cao thủ Hoàng Nhi. Đường chuyền rất hay, đó là một pha dọn cố hiếm hoi ở trong hiệp đấu này. Tuy nhiên thì ở trên hàng tấn công cánh phải của cầu thủ Hoàng Nhi lại không nhạy đến vậy để có thể giúp cho bàn tỷ số chúng ta thay đổi. Một đường chuyền của Minh Cường dường như là loại toàn bộ hệ thống phòng ngự của thôn Lào. No, đó là một pha nhồi bóng rất nhẹ và ở phía trong vòng công tử, dứt điểm công thành công. Động tác nhú bóng của Nono đó là một động tác dứt điểm, nhưng thực tế lại không. Có lẽ đó là yếu tố mà khiến cho Phan Công Tử bị pha lướt rất nhanh, lấy bóng sút xa. Sang Anderson vừa rồi cũng đã có một pha nhồi người cực kỳ đẹp để có thể ngăn chức của số 6 Huy về phía khung thành của Sang Anderson. Bóng của anh Quy, số đội anh Duy. Trận đấu vẫn tiếp tục. Hình các cầu thủ bên phía Hoàng Nhi đã, hai đội bóng đã dừng bóng trong tình huống này. Bề Messi hãy cẩn trọng, Phúc Ma Lò đã áp sát ngay từ phía sau, nhưng bây giờ là Liên Minh áo đỏ băng vào rất nhanh để phá bóng trước khi nó lăn qua vạch trắng trước khu thành của Sơn Bi Trà, khi mà thủ thành này cũng đã bị đánh bại một trong những pha đánh bại hiếm hoi. Bóng ngay phía ngoài vòng cấm và lệch trái cho vị trí đá phạt của các thủ thôn Lào. Bây giờ ai ghi bàn thì tỷ lệ chiến thắng chung cuộc sẽ là rất cao. Kiến Bù chân trái. Tuy nhiên thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại diễn biến trận đấu của các cầu thủ thôn Lào và Hoàng Nhi trong buổi tối ngày này tại sân bóng đá Lê Thành, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Điều không thể, khó thể xảy ra nhưng lại xảy ra khi mà hiệp đấu thứ hai không có bàn thắng nào. Hai đội bóng đã thiết lập trạng thái cân bằng từ hiệp 1 và chung cuộc là tỷ số 2-2. Cảm ơn hai đội bóng mang đến trận đấu này. Cảm ơn quý vị khán giả quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau những trận đấu tiếp theo ở trên fanpage. Còn bây giờ, tôi đại diện tại đây, xin chào tạm biệt.